Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình làm một video để mình chia sẻ cho các bạn về cái kết cấu. Thì cũng rất là nhiều khách hàng thắc mắc là khi mà các bạn xây nhà, cái thép sàn á, thì mình đi là một lớp hay là hai lớp, thì cái nào nó tốt mà nó còn tiết kiệm nữa. Thì hôm nay mình giải thích cho các bạn về cái thép sàn như thế này. Thì mình cũng xin phép mình giải thích một xíu về cái kỹ thuật để cho các bạn cũng hiểu rõ hơn để về cái thép sàn nó làm việc nó như thế nào, để mình trả lời cái câu hỏi này cho nó rõ ràng. Thì cái thứ nhất là cái thép sàn thì nó cũng giống như cái dầm thôi. Thì cái môn đây mình vẽ ra cái sàn cho các bạn coi, cái sàn bê tông nhé. Đó, thì khi mà nó làm việc ấy, nó làm việc nó cũng có những cái moment nó giống như cái dầm như vậy. Đó, để đang nói về cái lực nha. Thì đối với cái lớp thép sàn dưới thì nó sẽ làm việc ở cái vùng chịu lực chính của nó là cái vùng giữa này các bạn này. Cái vùng giữa này này, cái vùng chịu lực của nó này. Đấy, đây là cái vùng chịu lực của nó. Đây là lớp dưới. Còn đối với lớp thép sàn trên là cái lớp trên này mình vẽ này. Đó là cái vùng làm việc của nó ngay chỗ này này. Đấy, trên cái vùng làm việc nó ngay chỗ trên đấy. Đấy, mình vừa vẽ cái lớp sàn cho các bạn. Nếu các bạn đi thép sàn một lớp thì nó chỉ có lớp, nó chỉ làm việc ở ngay chỗ bụng thôi, nó chỉ làm việc ngay được chỗ bụng thôi, cái gối nó đang bị thiếu. Đó, nếu mà các bạn đi thép sàn mà hai lớp luôn thì nó vừa có cái lớp dưới để làm việc cho vùng dưới, lớp trên làm việc cho vùng trên. Đó, thì đi cái thép sàn hai lớp thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn là thép sàn một lớp, bởi vì nó sẽ đảm bảo được hai cái vùng chịu lực này là nó có thép. Đó, thì đây rồi, thì cái một lớp này mình nói rõ hơn cho các bạn nha, là các bạn người họ đi một lớp nhưng mà ở các cái vị trí mũ này này, các cái vị trí này này, thì họ sẽ đi ra một cái mũ 1/4 này. Mình ví dụ nha, cái ô sàn này là 4 mét, thì họ sẽ đi ra chỗ này là 1 mét, đi ra cái mũ từ đây ra đây này nó là 1 mét, từ mũ từ đây ra đây nó là 1 mét. Đó, thì cái lớp mũ trên này họ chỉ đi tới đây này, họ cắt đi, bởi vì cái vùng trên này vùng nó không chịu lực, riêng cái vùng trên này nó không chịu lực gì hết á, thì họ có thể cắt đi để họ tiết kiệm thép. Thì như vậy mới gọi là đúng. Thì đây gọi là cái thép sàn một lớp này, nhưng mà nó phải có cái thép mũ, thì lúc đấy là cái sàn nó mới đủ cái vùng mà nó đang chịu lực đó. Nó chỉ nằm trong cái vùng này thôi. Thì các bạn sẽ thấy ở ngoài thực tế, ngoài thi công á, có những cái công trình họ đi luôn cái thép sàn nào, lớp dưới lớp trên hai lớp luôn. Thì mục đích họ đi hai lớp để làm gì? Để thứ nhất là nhìn nó đẹp, rất là thẳng, rất là đẹp. Bởi vì á, khi mà thẳng đẹp như vậy thì các bạn kê lên, các bạn kê cái lớp dưới lớp trên nó tách nhau ra được, thì lúc mà trong cái quá trình đổ bê tông á, các bạn đi các bạn đẹp á, nó không bị bung cái sắt ra ngoài. Đó nên là tại sao họ lại đi hai lớp. Thì mình nói hai lớp là nó sẽ chắc chắn hơn là thép sàn một lớp. Còn trường hợp thứ hai đó là các bạn tiết kiệm sắt, các bạn đi thép sàn lớp dưới và lớp trên các bạn sẽ cắt 1/4, giống như là cái ô sàn mà 4 mét này. Thì các bạn chỉ đi thép sàn là 1 mét thôi, là 1/4 thôi. Cái này 1 mét thôi, 1/4 thôi. Thì cái này nó sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng mà cái này các bạn làm các bạn phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì trong cái quá trình thi công á, là người công nhân họ đi họ đạp lên cái đó thì nó sẽ văng các cái thép này ra, nó sẽ chạy qua chạy lại, nó méo. Có thể là nó bung ra, hoặc là nó có thể nó xẹp xuống. Nó xẹp xuống thì khi mà cái lớp thép trên mà nó sát với lớp thép dưới thì nó gọi như là mất lớp thép trên rồi. Thì lúc đấy là cái lớp sàn của các bạn nó sẽ rất là yếu. Đó. Nên là thực tế là nếu mà các bạn có kỹ thuật tốt, các bạn mà đi thép mà hàn hoặc là buộc kỹ, thì các bạn đi cái lớp sàn một lớp và đi lên lớp mũ 1/4, thì cái sàn nó sẽ tiết kiệm cho các bạn chi phí nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn không có làm được việc đó, các bạn không biết kỹ thuật đó, thì các bạn nên đi hai lớp luôn, để các bạn kiểm soát cho nó dễ. Thì lúc đấy cái sàn của các bạn nó mới đủ cái khả năng là nó làm việc để nó
để nó cứng được. Thì những cái hiện tượng mà mình gặp rất là nhiều khách hàng hỏi mình tại sao cái sàn tôi đổ thép rất là nhiều, cái sàn rất là dày nhưng mà cái sàn nó vẫn bị rung. Nó rung là khi mà các bạn thi công nó bị sai kỹ thuật, là hai cái lớp thép này nó dính vào nhau. Thì cái người công nhân họ không biết đâu chị, anh chị. Người công nhân họ không biết là như thế này. Khi mà cái lớp các bạn đổ cái sàn dày 10 phân hay là 12 phân á, thì hầu như cái lớp thép nó đang nằm ở cái vùng giữa này này. Cái lớp bên trên này thì bê tông nó rất là nhiều, hoặc là lớp dưới bê tông rất là nhiều. Lớp thép nó đang, hai cái lớp dưới lớp trên nó đang dính nhau ngay khúc giữa này. Bởi vì các bạn biết tại sao không? Ngay cái giai đoạn thi công á, thì ngay họ đi cái lớp dưới lớp trên á, họ đi đã bị sai rồi. Bởi vì ngay cái chỗ cái cây đè chỗ này này, nó có cái lớp thép 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 chủ bên trên này. Lớp thép chủ bên dưới thì lớp dưới họ đi ở dưới cái cây sắt, ví dụ cây phim 16 này. Và họ đi trên cái phim 16 thì cái độ hở nó chỉ có 1/2 thôi. Đó. Họ bởi vì cái thép sàn ấy họ móc vào đây. Và chỗ này họ để chỗ này luôn, họ móc vào đây. Họ móc lên, họ móc xuống quanh cái cây thép mà. Nên là cái thép hai cái lớp đấy nó dính vào nhau. Nên là những cái sàn nó hay bị rung ngay vị trí chỗ đấy. Đó. Thì các bạn cần phải lưu ý về cái kỹ thuật đó, nó có quan trọng hơn là các bạn dùng nhiều thép hay là cái sàn bê tông nó dày. Bởi vì thực tế các bạn mà dùng nhiều quá thì nó phí thôi, nhưng mà cái sàn vẫn rung như bình thường. Nên các bạn cần phải lưu ý. Thì mình vừa giải thích cho các bạn là đi thép sàn hai lớp hay là một lớp là cái nào nó tốt. Đó. Thì nếu mà các bạn có điều kiện các bạn đi hai lớp nó sẽ tốt hơn. Tuy nó phí sắt nhưng mà nó sẽ tốt hơn. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể comment dưới, thì mình sẽ trả lời các comment cho các bạn được rõ hơn. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ cho nhiều người khi họ xây nhà để họ biết những kiến thức này để họ làm cho nó tốt. Chào các bạn.